kém hơn người thông cảnh. Đó, đây là hiệu quả của quá trình phân khu nhá. Hiệu quả quá trình phân khu, mình chưa phân khu chữ thập nha mọi người nhá. Đúng không ạ? Ok. Ok chưa ạ? Rồi mình sẽ cắt nha. Đầu tiên các bạn, để cắt búp A này các bạn sẽ cắt cho mình khuôn viền ở bên dưới trước nha. Trải và chúng ta sẽ cắt theo đúng đường chia. Các bạn chia như nào chúng ta sẽ cắt đúng như vậy nha. Cắt. Chúng ta sẽ cắt đúng đường chia nha. Rồi bên này các bạn cắt tương tự. Trải xuống và chúng ta cắt theo đúng đường chia. Tiếp. Ok rồi, mình sẽ kéo hai bên ra để kiểm tra xem độ cân xứng giữa hai bên như thế nào nhá. Kiểm tra độ cân xứng hai bên. Rồi, với bài này mình sẽ cắt ngắn một chút nha, mọi người có thể cắt dài hơn một chút nữa cũng được nhá. Bài này mình sẽ cắt ngắn một chút. Rồi, khi kiểm tra xong độ cân xứng hai bên ok thì chúng ta tiến hành chia tiếp và cắt. Đúng không? Chia tiếp và cắt. Mình sẽ chia những lớp mảng tóc tiếp theo song song lớp mảng tóc trước đó. Chia. Độ dày khoảng 1 cm nhá. Độ dày khoảng 1 cm. Sử dụng cùng phương pháp tương tự, bạn sẽ chia bên đối diện. Đó, các bạn chia bên đối diện. Sẽ đứng bên này mình sẽ chia luôn cho các bạn dễ quan sát nha. Chia đường chia song song với đường chia trước đó nha. Bài này cắt rất nhanh không? Đó, tiếp tục các bạn chia đôi hai này ra. Cắt từng bên một. Đúng không? Các bạn sẽ trải hết tóc về ra phía ngoài. Đây, các bạn trải hết tóc ra phía ngoài. Kẹp. Và các bạn sẽ cắt theo đường chia. Đường chia như nào chúng ta sẽ cắt đúng như vậy. Cắt theo đường chia. Đó. Và tiếp tục trải thẳng xuống. Và cắt phần tóc thừa đi. Cắt phần tóc thừa. Đây. Đó. Như vậy chúng ta đã cắt xong. Ta nâng góc độ lên khoảng 5 độ. Đúng không? Là chúng ta đã cắt xong cái phần tóc ở bên này rồi. Bên đối diện các bạn sẽ sử dụng cùng một phương pháp tương tự nhé. Mình sẽ chia đôi ra. Và mình sẽ trải hất hết tóc ra phía ngoài. Kẹp. Và mình sẽ cắt theo. Cắt theo đường chia này. Đường chia như nào chúng ta sẽ cắt đúng như vậy nha. Như vậy mà hai bên đường chia nó bằng nhau thì chúng ta cắt nó sẽ chuẩn xác nha. Đường chia nó cân nhau. Tiếp tục nâng lên khoảng 5 độ. Cắt đi phần tóc thừa bên dưới này. Đó, được chuẩn đây. Thì các bạn cắt đi phần tóc thừa ở bên dưới. Sau khi cắt xong các bạn trải. Và kiểm tra độ ôm cụm nha. Trải kiểm tra độ ôm cụm. Đó, như vậy là mình đã cắt xong lớp tóc thứ nhất và lớp tóc thứ hai. Đó, trải ra, việc trải ra này sẽ tạo độ ôm cụp cực lớn nhá. Độ ôm cụp rất hay. Các bạn thấy hay thì comment số 1 và thả tim cho mình nhá. Tiếp tục, những mảng tóc tiếp theo ở phía sau này mình sẽ chia tương tự với đường chia bên dưới. Đó, song song. Mỗi một lớp tóc thì mình sẽ chia với độ dày khoảng 1 cm nhá. Ở bên dưới vát như nào thì bên trên các bạn sẽ chia vát đúng như vậy cho mình. À, tiếp tục cuốn gọn phần tóc phía trên này ạ. À, phần tóc bên này các bạn sẽ chia tương tự nha. Mọi hiểu không ạ? Hiểu các bạn comment số 1 bên dưới nha. Và đừng quên thả tim ủng hộ nhá. Các bạn chia sẻ livestream về mà dùng dần. Bài này cũng cắt rất hay nhá. Độ cục tự nhiên rất tốt. Tiếp tục mình sẽ chia đôi đường chuẩn này. Đúng không? Tiếp tục mình sẽ trải vát ra phía bên này. Đây. Trải vát. Đó, và cắt theo đường chia, cắt nối từ trong ra, nối ra ngoài. Đó, tiếp tục mình sẽ trải thẳng xuống. Nâng 5 độ lên. Đúng không? Cứ lên mỗi một lớp trên các bạn cho nâng 5 độ và cắt đi phần tóc ở bên ngoài theo cái đường chuẩn bên trong này này. Đó, cắt xong các bạn trải và quan sát độ ôm cụp. Đây. Mình thấy hiểu không ạ? Bên này mình sẽ cắt tương tự nhá. Tiếp tục mình sẽ trải hất ra phía bên ngoài và cắt theo là cắt theo đường chia ở bên trên nhá. Tiếp tục cắt. Tiếp tục mình sẽ trải xuống, trải thẳng xuống và nâng 5 độ lên để cắt đi phần tóc thừa ở bên trên. Cắt đi phần tóc thừa ở bên trên. Đấy, và khi trải xong các bạn trải lại kiểm tra độ ôm cụp của kiểu tóc này. Phương pháp cắt búp A này cũng rất đơn giản thôi, nhưng mà nó tương đối hiệu quả.
Mọi cảm thấy thế nào? Đây mình vừa mới cắt xong phần tọng khu gạch. Ok không ạ? Mọi người cùng tương tác nhá. Lúc nãy sorry mọi người nên mạng nó hơi kém. Mạng hôm nay nó cứ chập chờn kiểu gì ấy. Nên là mọi người cố gắng quan sát nhé. Một lúc nào mạng ngon thì mình sẽ đẩy nhanh tốc độ. Bây giờ mọi người comment bên dưới nhé. Mọi người hiểu, mọi người comment số 1 giúp mình nhá. Ok, Trần Linh nhá. Các bạn khác nhau ạ. Đó. Khi cắt xong các bạn kiểm tra hai bên giúp mình. Phải cân nhau một chút nha. Mình kéo phần tóc này vào giữa và kiểm tra hai bên cân nhau là ok. Rồi ok, mình cắt tiếp nha. Chia tiếp những lớp bằng tóc tiếp theo. Đúng không? Song song lớp bằng tóc trước đó. Mình chia tiếp để cắt hết phần tóc ở khu gáy nhé. Chia. Kẹp. Mình sẽ trải gì? Trải hết ra một bên. Và cắt đi phần tóc. Phần tóc thừa này. Tiếp tục mình sẽ trải thẳng xuống. Nâng 5 độ lên và cắt đi phần tóc thừa bên trên. Các bạn sử dụng cùng một phương pháp tương tự để cắt nha. Đấy, cắt xong mảng nào các bạn trải lại và kiểm tra mảng đó. Ok, mảng bên này rồi, tiếp tục mình sẽ chia mảng bên đối diện nhé. Sử dụng cùng một phương pháp tương tự để các bạn hoàn thiện hết phần tóc này. Đây, phần tóc bên này mình cũng sẽ trải sang bên đối diện. Và thế này cắt đi phần tóc thừa ở bên trên. Trải thẳng xuống, nâng 5 độ lên. Xem có phần tóc nào thừa không thì các bạn cắt đi. Đây. Tiếp tục trải và kiểm tra độ ung cục cũng như là độ cân bằng thăng bằng giữa hai bên nhá. Đó. Ok không ạ? Đây là bút A nhá. Tiếp tục các bạn lấy hai phần tóc ở hai bên đối diện kéo vào giữa kiểm tra. Phần tóc nào dài hơn thì các bạn sẽ xử lý đi cho mình nhá. Mỗi lớp các bạn đều kiểm tra giúp mình. Ok. Tóc này đang bị dài hơn một chút thì mình sẽ cắt đi một chút nữa. Đó, làm sao cho cân nhau một chút nào được. Tiếp tục phần tóc ở phía trên các bạn sử dụng cùng một phương pháp tương tự để hoàn thiện hết. Tiếp tục sẽ chia những mảng song song mảng trước đó. Và tiến hành cắt. Mình lại trải hất ra phía bên cạnh. Xem còn tóc không, còn tóc thì mình cắt, còn không thì mọi người bỏ qua nhé. Trải xuống, nâng 5 độ lên và chúng ta cắt theo đường chuẩn ở bên dưới. Tiếp tục trải và kiểm tra độ ung cục. Đúng không? Phần bên đối diện các bạn sẽ chia và sử dụng cùng một pháp tương tự để hoàn thiện nhé. Đó, các bạn trải ra. Trải, quan sát và cắt. Trải xuống, nâng 5 độ lên, quan sát. Còn tóc thì cắt, còn thì chúng ta bỏ qua nhé. Đây, cắt tiếp phần tóc này. Đó, cắt xong các bạn lại trải để kiểm tra hiệu quả. Mỗi một lớp tóc các bạn sẽ nâng 5 độ lên cho mình. Đấy, cái phần trải hất ra hai bên để chúng ta cắt cái phần khuôn viền ở hai bên này nó đỡ bị hụt. Còn cái phần trải thẳng xuống và nâng lên để chúng ta tạo một chút tầng lớp để giúp cho kiểu tóc nó ôm cụm hơn. Mọi người hiểu không ạ? Hiểu mọi người này comment số 1 bên dưới nhá. Ok không ạ? Trong lúc mọi người comment mình thả nốt phần tóc ở bên trên xuống mình sẽ cắt nhé. Kiểu tóc này rất đơn giản thôi. Đó, tiếp tục mình trải hất ra phía ngoài nhá. Tiếp tục này, qua trải này hất ra phía ngoài. Đấy, quan sát còn tóc thì chúng ta cắt, không còn thì bỏ qua. Tiếp tục trải thẳng xuống, nâng 5 độ lên để chúng ta cắt quyết định tầng lớp. Đây, cắt đi phần tóc thừa bên trên này. Đó, cắt tiếp. Mỗi một mảng tóc các bạn sẽ nâng khoảng 5 độ lên để chúng ta tạo cái tầng lớp là tầng lớp thấp nha, giúp kiểu tóc có độ ôm cụm tự nhiên cao. Đâu, đây. Hiểu không ạ? Ok rồi thì bên này chúng ta cắt tương tự nhá. Trải hất ra bên ngoài này để nó cắt làm sao mà đỡ bị tránh là bị hụt nhá. Tiếp tục mặn mọi người lại trải thẳng xuống. Mọi người lại trải thẳng xuống nhá. Trải thẳng xuống. Cắt đi phần tóc thừa ở bên trên này này.
cắt, tiếp tục cắt đi, tiếp tục cắt. Việc cắt này giúp cho tạo khoảng không ở phía đằng sau, nó sẽ không cụp rất nhiều nhá. Rồi trải xuống và kiểm tra hiệu quả. Đây, ok không ạ? Bây giờ mình sẽ tỉa qua một chút nha. Mình sẽ tỉa qua một chút. Các bạn đã chia vát chéo này à, lấy tóc lên và chúng ta tỉa, đưa kéo vào khoảng 45 độ, tỉa qua phần ngọn tóc. Ở đây mình đang tỉa bằng kéo răng cưa nhé mọi người nha. Việc tỉa ướt này sẽ giúp cho tóc sẽ ôm cụp tự nhiên luôn khi khách hàng để khô tự nhiên. Tiếp tục chia và mọi người sử dụng cùng một phương pháp đồng người tỉa nha. Đưa kéo góc 45 độ so với mảng tóc, tiến hành tỉa. Trong quá trình mình đang tỉa thì bạn nào nếu mà không hiểu gì có thể hỏi bên dưới thì mình có thể hỗ trợ nhá. Đặc biệt là các bạn học viên đang theo học mình. Đây là mình đang cắt kiểu bốp A nhé mọi người nhá, bốp A. Mình đang tỉa ướt nhá. Việc tỉa ướt này đòi hỏi các bạn phải có cái sự là hiểu biết thì chúng ta tỉa ướt thì nó mới chuẩn nhé. Đó. Và các bạn tỉa đúng phương pháp của mình là sẽ rất rất chuẩn, nó sẽ không bị hụt, nhưng mà nó sẽ tạo cái độ gì ôm cụp tự nhiên rất cao. Đó. Các bạn quan sát thật kỹ cái phương pháp mình tỉa nhá, chỉ bằng một cây kéo ra cưa thôi, nó sẽ giảm thiểu cái thời gian các bạn hoàn thiện một kiểu tóc rất nhanh. Mình thấy ở ngoài rất ít bạn sử dụng kéo răng cưa đúng không? Mình khi mà cắt ý, thì kéo răng cưa và kéo cắt luôn luôn được sử dụng song hành với nhau. Và khi cắt xong thì mình để mà tỉa khô mình tỉa ít lắm. Vì khi mình cắt ướt mình đã tỉa ướt rồi. Đó, và khi mình ta các bạn đã quan sát mình đã tỉa khô tỉa ướt xong thì mình trải lại, các bạn xem lại cái tầng lớp và cái độ ôm cụp của nó nhá. Nó sẽ mềm mại hơn một chút đấy. Sẽ trải xuống để các bạn quan sát. Mình lấy hết phần tóc mà mình vừa tỉa đi. Đây, các bạn cùng quan sát hiệu quả nhá. Lúc này thì kiểu tóc nó có một chút tầng lớp rồi, một chút tầng lớp lên là nó sẽ có độ ôm cụp tự nhiên rất cao. Đó, cộng với việc mà mình tỉa nữa, phương pháp cắt nó cân thăng bằng nhau. Thì người quan sát này, ok không? Ổn không? Mọi người thấy hay thả tim nhá. Thả tim và ủng hộ nhau nhá. Đúng không? Kiểu này mình đang cắt hơi ngắn nên là mình cũng sẽ không câu giờ anh em đâu. Thấy nhiều bạn yêu thích thì mình chiến đấu đâu. Nhiều, chào thầy, chào Hiếu nhá. Vân Thi quá đẹp, ok em. Rồi người đang comment số 1 mình bắt đầu nhá. Thả phần tóc vào phía trước kia. Tiếp tục một người đặt 3 ngón tay 1 2 3 tính từ đỉnh tai gióng sang, gióng lên đúng không? Các bạn đếm 1 2 3. Từ cái đoạn 3 này các bạn đã chia đường song song mặt đất chạy ra phía trước nhá. Đấy, cuốn gọn tóc phía trên ạ. Rất nhanh và gì? Nguy hiểm đúng không? Đúng không? Rồi, phần tóc ở bên này các bạn sẽ sử dụng cùng một phương pháp tương tự để chia nhá. Mình sẽ chia hai bên luôn, cắt thì các bạn có thể quan sát cái độ đồng đều. Đây, 1 2 3, 1 2 3. Đặt tay đây, chúng ta chia một đường chạy ra phía trước cho nó nhanh. Hoặc các bạn có chia chữ U cũng được nhá. Các bạn chia chữ U, chia chữ U phía trên ra thành tóc bên dưới. Nói đơn giản hôm nào là vậy, không có cái gì là cao siêu. Nên mình cứ đặt ba ngón tay xếp cạnh nhau cho các bạn dễ làm. Thì các bạn chưa cắt bao giờ các bạn cắt được. Đúng không? Tiếp nào, các bạn tiếp tục thả tim nhá. Chia sẻ livestream giúp mình nhá. Mình sẽ bổ sung một chút nước và mình tiếp tục lấy một chút tóc đây ở phía sau. Và mình sẽ trải hất ra phía trước. Đó. Hất ra phía trước. Tiếp tục cắt theo đường chuẩn ở phía sau đây này. Đây phía sau này các bạn nhìn thấy không? Các bạn lấy chút đường chuẩn và bạn cắt theo. Độ vát thì tùy ý các bạn nhé. Độ vát vát theo phần tóc ở phía trước. Vát tao theo phần tóc ở phía sau mình đã cắt trước đấy. Ok không ạ? Tiếp tục, các bạn đã trải thế rồi, tạo độ ôm cụp rồi thì chúng ta lại trải xuống. Đó. Góc không độ và chúng ta cắt đi phần tóc thừa ở phía đây này, cắt kết nối cho phần tóc phía sau. Cắt, nếu bạn cắt như này thì tạo độ ôm cụp tự nhiên rất cao. Tại sao mình nói vậy? Đây,
các bạn quạt xăng nhé. Khi các bạn cắt cái này rồi thì cái độ ôm cụp thì khỏi nói không, cực kỳ cụp luôn. Các bạn thấy không ạ? Ok không? Nói là làm đúng không? Yêu là cưới. Ok không anh em? Thấy hay người này thả tim tiếp nhá. Thả tim. Comment số 1 để mình biết anh em đang vẫn theo dõi và các bạn đang rất hiểu nhá. Đây phần tông này chưa cắt này, nó rất là thô sơ đúng không? Phần tông này cắt xong rồi này. Ngon lành luôn. Đây là bộ 3 anh em nhá. Bộ 3. Đỉnh cao chất lượng đúng không? Ok, anh em đã thả tim rồi, mình bắt đầu cắt tiếp. Phần tóc này mình lại lấy một chút tóc này. Trước khi lấy cái góc mình cũng sẽ xịt một chút nước vào. Các bạn lưu ý khi cắt là hai bên độ ẩm nó phải tương đồng nhau nhá. Mình lấy một chút tóc ở phía sau và mình tiếp tục mình trải hết tóc ra phía trước của mình cắt nhá. Đây, hất hết tóc ra phía trước. Thế này kẹp và chúng ta cắt độ vát bên kia như nào thì bên này các bạn cũng cắt độ vát tương tự như vậy nhá. Tiếp tục các bạn lại trải thẳng xuống và chúng ta cắt theo phần tóc ở phía sau. Tiếp tục chúng ta cắt, các bạn cắt như này thì nó mắc ô cụp luôn, không phải nghĩ đúng không? Đây cắt xong này, trải này và các bạn trải xuống này, cứ phải gọi là mắc ô cụp đó. Hai bên các bạn chú ý phải đồng đều nhau chút nha. Đồng đều nhau chút. Các bạn có thể chỉnh lại một chút khuôn viên. Khi nó chưa chuẩn các bạn chỉnh lại một chút cũng được nha. Miễn sao mà khách hàng nhìn ưng luôn là được. Khuôn viên có thể tí nữa mình sẽ bấm khô cũng được nhá. Sấy khô mình bấm được, nhưng mà đây mình cứ thích bấm trước. Nhìn cho nó hoàn chỉnh. Đó, kiểu búp này các bạn cắt ở ngoài thì cực kỳ là ứng dụng luôn. Khách hàng chỉ biết là tít mắt cười. Các bạn quan sát lại nhá. Đây, quan sát lại hiệu quả khi mình cắt xong hai bên ở lớp tóc bên dưới. Ok, phần tóc bên trên này cắt quá đơn giản nữa. Đỉnh cao chất lượng. Cảm ơn Nguyên nhá. Buổi tối là chiêu lúc mấy giờ thầy? Lúc 21 giờ đến 22 giờ nhá. Còn phần tóc phía trên nào? Ok, phần tóc phía trên thả ra nhá. Cái phần tóc này mình sẽ chia ra làm gì? Làm 3 mảng nhá. 1 2 3 nhá, 3 mảng. Mỗi mảng các bạn sẽ phân khoảng 1 cm nhá. Mỗi mảng phân được 1 cm. Tiếp tục, mình sẽ tiếp tục thả phần tóc này ra. Khi có cái đường khuôn viền bên dưới rồi thì các bạn cắt nâng từng lớp thì có mà tè nhá. Đó, chia 1 cm. Đó. Tiếp tục các bạn sẽ nâng lên 5 độ. Trải xuống này. Các bạn nâng lên 5 độ và cắt theo đường gì? Đường chuẩn ở bên dưới này. Đây mình cho cao lên nhé. Nâng lên 5 độ và cắt theo đường chuẩn bên dưới nhé. Để tạo tầng lớp cắt. Tiếp tục nâng lên 5 độ và cắt theo đường chuẩn bên dưới. Tiếp tục các bạn sẽ chia tiếp nước mỏng tóc tiếp theo. Đây, chia một đường từ phía sau các bạn sẽ chia chạy ra phía trước. Đây hay gọi là chia mảng ngang. Đây, chia ra. Đó, các bạn chia làm 3 mảng thôi. Đó, phần tóc này mình lại tiếp tục để gọn sang bên này. Thì nữa mình cắt tiếp phần lớp tóc mình vừa chia xong. Các bạn tiếp tục trải hất lược và nâng lên khoảng 5 độ nữa. Đấy, mỗi một đường cắt của chúng ta sẽ nâng lên khoảng 5 độ. Nâng cao hơn lớp tóc bên dưới khoảng 5 độ là ok nhá. Tiếp tục cắt nốt phần tóc này. Trải ra, còn tóc được cắt không còn các bạn bỏ qua nhá. Không còn được bỏ qua. Rồi khi cắt xong các bạn lại trải để kiểm tra chất lượng, xem hình thù nó như thế nào nhá. Đó, các bạn đò một ngón tay để vào, các bạn chia đúng không? Tiếp tục mình sẽ cắt phần tóc này. Các bạn sẽ nâng lên giúp mình là 5 độ nhá. Cắt theo đường chuẩn ở bên dưới này. Cắt. Tiếp tục nâng lên và cắt theo đường chuẩn ở bên dưới. Cắt theo đường chuẩn nhé, anh em đừng có cắt vào đường chuẩn. Đó. Tiếp tục chia tiếp lớp mỏng tóc tiếp theo. Song song một lớp mỏng tóc trước đó. Đây là chúng ta chia mảng ngang nhá. Chạy từ phía trước ra phía sau. Và chạy từ phía sau ra phía trước, chạy ngược lại. Nâng một chút góc độ lên, tiếp tục lấy nốt phần tóc này lên và cắt. Rồi khi cắt xong rồi thì tiếp tục các bạn lại trải.
trải xuống và chúng ta lại kiểm tra chất lượng xem đã hoàn hảo chưa. Đó. Mọi người thấy hay, mọi người lại comment số 1 và thả tim giúp mình nha. Ok không? Đó. Không gì là không thể đúng không anh em? Không gì là không thể. Ok không ạ? Rồi, comment số 1 rồi, mình bắt đầu cắt máy nha. Để cắt máy thì các bạn sẽ chia cho mình đường tam giác. Tam giác. Các bạn chia đặt cho mình 3 ngón tay từ cái phần tóc ở chớm trán này, 1 2 3. Đấy, các bạn sẽ chia xuống 2 phần ở bên mắt, các bạn gióng thẳng lên. Đấy, mình tiến hành chia nhá. Tiến hành chia. Hai bên các bạn chia tương tự như nhau. Các bạn có thể chia rộng ra một chút cũng được nhá. Không sao. Đây thì mình chia rộng ra một chút đi. Đó, đây mình đang chia rộng ra một chút đấy nha. Mình sẽ cho phần tóc không cắt đến vào cái tai này. Để định vị phần tóc này nha. Rồi, bây giờ đến phần mái. Ở đây mình sẽ cắt cái phần mái là mái vòm ấy. Đấy, hoặc là mái bằng. Nó sẽ rất hợp. Các bạn sẽ trải mượt phần mái này. Trải mượt, đúng không ạ? Ở đây trước đây mình đã cắt một chút mái rồi. Nhưng mà mình sẽ cắt lại cho các bạn quan sát nha. Nếu cắt mái vòm, các bạn sẽ gom hết vào giữa giúp mình. Gom hết tóc vào giữa. Và chúng ta sẽ cắt quyết định độ dài của mái. Là từ sống mũi này đến phần lông mày này, các bạn sẽ cắt ở giữa phần sống mũi và lông mày nha. Cắt. Rồi, cắt xong các bạn sẽ tỉa qua một chút chỗ phần tóc này cho nó mềm mại nhá. Rồi, cắt xong rồi các bạn lại trải ra kiểm tra hiệu quả nhá. Đó, lúc này nó có độ vòm tương đối ổn. Đây các bạn quan sát. Đúng không? Nó có độ vòm nó chạy như này. Ok không ạ? Phần tóc này nhá, trải ra nào. Tiếp tục nó lại chạy như thế. Thế mới buồn cười chứ nhỉ. Với tụi em canh này mặt nó hơi xấu. Nếu mà mặt nó tròn tròn tí nữa, dài dài nên là ok. Đúng không? Đấy. Mọi hiểu không? Chứ sao mái này cũng dày lắm. Mình sẽ chỉnh một chút cho mái nó mềm mại nhá. Đây các bạn nâng hết này. Và cắt đi phần tóc thừa bên trên. Các bạn nâng góc độ là 90 nhá. Chúng ta sẽ tiến hành cắt đi phần tóc thừa bên trên. Nâng góc độ 90 này. Được chưa? Và cắt đi phần tóc thừa bên trên nhá. Cho mềm mại. Đây tóc thừa bên trên này. Đó, cắt đi phần tóc bên trên này. Để tóc bên trên nó sẽ nhìn nó dày lắm. Nó cứng lắm. Bạn cắt hết đi cho mình. Nhớ là nâng góc độ 90 nhá. Và đừng có cắt vào đường chuẩn bên dưới. Rồi, cắt xong rồi các bạn trải xuống lại kiểm tra tiếp. Thì lúc này cái độ nó mềm mại, nó sẽ mềm mại hơn một chút nhé. Nếu mà tóc dày thì các bạn sẽ nâng như mình. Còn các bạn nào mà tóc mỏng ấy thì các bạn sẽ nâng thấp hơn nhé. Đó, các bạn có thấy không? Nó mềm mại hơn không? Bây giờ mình sẽ thả phần tóc ở phía sau ra nhé. Đó, mái này sẽ liên kết với phần tóc này. Ok không ạ? Thả nốt cái ông này ra nhá. Kiểu tóc này khách hàng có thể vắt có tại không?
Tiếp mình sẽ bấm khung trước. Giữa phần gáy và phần gì, phần mai phải liên kết với nhau nha mọi người nhé. Hai bên chúng ta bấm tương tự. Tiếp tục của mọi người lại tiếp tục bấm cho mình khuôn viền bên ngoài nha, để nó đỏ, nó mềm mại hơn chút. Đó, bấm tiếp khuôn viền phần mái này. Máy nó có mắt, mọi người sẽ nâng cao một chút lên nhá, đừng có chúng ta để như vậy mà chúng ta bấm rất dễ bấm vào mắt khách hàng, rất nguy hiểm. Rồi, đây mình sẽ bôi một chút tinh dầu nữa vào, ok. Ok rồi, mình sẽ trải nhựa xuống là xong nha. Rồi. Bôi lần trước và đôi lần sau. À, lần trước là để cho nó đỡ, cũng là giảm thiểu ảnh hưởng của máy sấy á. Máy sấy khi nhiệt độ nó vào nó sẽ hay hư tổn cái tóc. Và lần thứ hai chúng ta sẽ bôi để giúp cho nó cũng đỡ hư tổn thôi. Nhá. Mọi người có câu hỏi gì mọi người có thể đặt ở bên dưới nhá, mình sẽ sẵn sàng giao lưu với mọi người nhé. Nếu các bạn hỏi mình đang làm ở đâu thì xin thưa tất cả mọi người, mình đang dạy khóa cắt tóc nữ nâng cao nhé, tại Học viện Tóc Quốc tế One Star. Trước cũng không định livestream đâu, nhưng mà khi mình đưa lên top ấy thì nhiều anh em ủng hộ quá, nên là thôi mình cứ biết cái gì mình cứ đi lên livestream cái đó cùng anh em cho nó vui. Ai học được cái gì thì chúng ta học. Đúng không? Cũng chả muốn giống nghề, chả ai giống nghề được. Mình cứ biết cái gì mình sẽ chia sẻ cái đó. Hy vọng là anh em khác cũng như vậy, đúng không? Mỗi anh em có một kiến thức, một người chia sẻ đi thì chúng ta lại có nhiều kiến thức, mà có nhiều kiến thức thì chúng ta lại nâng cao giá trị của bản thân lên. Đúng không? Ta sẽ kiếm được
nhiều cái dịch vụ tốt hơn. Tội gì mà giống nghề đúng không anh em? Mọi người cùng quan sát và cho mình cảm nhận bên dưới nhá, về kiểu tóc này nhá. Thank you.